Chelsea và Paris Saint-Germain. Cả hai đều có được điều mình cần tại đấu trường UEFA Champions League, đó là tấm vé vào chơi bán kết. Việc Chelsea loại Porto khỏi cuộc chơi thực tế không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Vậy nhưng tin rằng nếu như The Blues vẫn còn sự dẫn dắt của Frank Lampard, tin rằng đại diện phía Tây London chẳng thể tiến xa tới vậy. Còn với Le Parisien, Mauricio Pochettino đơn giản đã mang tới sân công viên Các Hoàng Tử một luồng sinh khí mới mẻ. Và có một sự trùng hợp, đấy là Pochettino đã đến kinh đô ánh sáng để ngồi vào chính chiếc ghế mà Thomas Tuchel để lại. Cả Mauricio Pochettino lẫn Thomas Tuchel, họ đều là những huấn luyện viên tài năng, nhưng họ cần thêm một thứ để chen chân vào hàng ngũ những chiến lược gia đứng đầu kim tự tháp của giới huấn luyện, đó là chiếc cúp tai voi. Giữa Mauricio Pochettino và Thomas Tuchel còn có một điểm chung khác, đó là họ đều từng ở rất gần với ngưỡng cửa thiên đường, nhưng rồi lại gục ngã vào giờ chót. Mùa giải năm ngoái, Thomas Tuchel đã cùng với Paris Saint-Germain tiến vào trận đấu cuối cùng tại Champions League bằng thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Dưới sự dẫn dắt của tướng lãnh Thomas Tuchel, PSG nghiền nát từng đối thủ một trên đường vào chung kết. Họ hủy diệt Galatasaray với tỷ số 5-0 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, cuốn phăng Dortmund tại vòng 16 đội với tổng tỷ số 4-1, hạ đẹp hiện tượng Atalanta 2-1 và trao cho Rasenborn Leipzig trận thua 3 bàn không gỡ. Vậy mà bây giờ Thomas Tuchel lại dùng sức mạnh từ hàng phòng ngự để khiến cho chú ngựa ô Chelsea lầm lũi tiến vào vòng đấu cho bốn thế lực xuất sắc nhất của Champions League năm nay. Lưu lại những ngày tháng cuối cùng của Frank Lampard tại Stamford Bridge, The Blues cũng giống như bao đội bóng khác khi đang cần một cuộc thay đổi triều đại, thi đấu với một bộ mặt bạc nhược đến khó tin với nhiều vấn đề nơi hậu trường. Chelsea thua Leicester 0-2 vô cùng vất vả mới đánh bại được một Fulham chỉ có 10 người trên sân với tỷ số tối thiểu, thua thảm Man City 1-3, bị Arsenal quật ngã trong ngày Boxing Day và trước đó còn thua cả Wolverhampton lẫn Everton. Có thể khi theo dõi qua truyền hình, bạn sẽ thấy trận đấu giữa Chelsea và Porto không hay cho lắm. Thế nhưng khi trực tiếp xem trận đấu này bên ngoài đường pitch, bạn sẽ thấy đây là một màn so găng căng thẳng và mọi thứ diễn ra rất nhanh. Porto sở hữu phong cách tấn công linh hoạt và cơ động, họ liên tục thay đổi vị trí, vậy nhưng các cầu thủ của tôi đã phòng ngự rất tốt. Trận này, chủ trương của chúng tôi là đá phòng ngự, nhưng không phải là Chelsea hoàn toàn không tấn công. Về phần Porto, họ là kiểu đội bóng khiến đối thủ không thể chiến đấu với phong độ tốt nhất. Man City từng nếm trải điều này ở vòng bảng và Juventus cũng vậy ở vòng 1/8. Bạn phải chấp nhận khó khăn khi đương đầu với Porto. Một phần trong lối chơi của chúng tôi là cũng không cho đối phương thoải mái đá theo ý mình và chúng tôi đã xuất sắc làm được điều đó. Thomas Tuchel đã tự hào chia sẻ về khả năng phòng thủ của các học trò sau khi loại thành công đại diện của Bồ Đào Nha khỏi đấu trường năm nay. Và quả thực, nếu phải chỉ ra đội bóng sở hữu hàng thủ khó bị xuyên thủng nhất thời điểm hiện tại với nhiều người, đó chính là Chelsea. Nếu không tính thất bại gây sốc 2 năm trước West Brom, vậy thì kể từ khi Thomas Tuchel bắt đầu dẫn dắt Chelsea, chỉ có duy nhất 3 đội bóng có thể thành công tìm thấy bàn thắng vào lưới đại diện phía Tây London. Sheffield United thành công một lần, Southampton cũng có một lần và Crystal Palace cũng chỉ có một lần mà thôi. Sheffield United để thua 1-2, Southampton thì may mắn có được một trận hòa. Còn đội bóng của Roy Hodgson thậm chí phải nhận thảm bại 1-4 ngay tại sân nhà Selhurst Park. Người ta đã nói nhiều về việc quãng thời gian honeymoon của Thomas Tuchel với Chelsea. Bởi thường thì khi một đội bóng thay tướng, các cầu thủ sẽ có một sự hưng phấn nhất định. Thế nhưng, từ những gì mà đội chủ sân Stamford Bridge đang thể hiện, nhà cầm quân người Đức cho thấy mình cùng với các cầu thủ là một thế lực mạnh mẽ, đáng gờm và đang xây dựng một bản sắc rõ ràng, đi trên một con đường được hoạch định một cách cụ thể. Với Chelsea, chẳng có giai đoạn honeymoon nào cả, vì thầy trò Thomas Tuchel đã mang tới cho người hâm mộ cảm giác rằng một năm 52 tuần đều sẽ là tuần trăng mật. Thomas Tuchel đang cho thấy mình mát tay như thế nào khi hoàn toàn mang tới cho The Blues một bộ mặt khác dù chỉ tiếp quản đội bóng vào giữa mùa. Có quá nhiều điều tích cực đã xảy đến và với những Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic nơi hàng công, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta nơi hàng thủ, Chelsea đang là một tập thể phòng ngự chắc chắn nhưng cũng có thể tạo ra sự khác biệt nhờ hàng công. Dù cho xét về hỏa lực, họ có thể không mạnh như một số câu lạc bộ khác như Paris Saint-Germain của hai ngôi sao tấn công thượng hạng Neymar, Mbappe chẳng hạn. Thomas Tuchel từng mang tới cho PSG một thứ bóng đá tấn công đặc sắc và quyến rũ, nhưng bây giờ Pochettino cũng làm được điều tương tự. Vậy nhưng khi cần thiết, Pochettino không ngại cho các học trò chơi thứ bóng đá thực dụng, miễn sao Le Parisien có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Điều này được thể hiện rất rõ trong cách mà họ đánh gục đương kim vô địch Bayern Munich để giành vé vào chơi bán kết. Tôi nghĩ rằng ở cả hai trận đấu chúng tôi đều là những người chơi tốt hơn. Tuy vậy,
chúng tôi đã không gặp may. Đó là những chia sẻ rất thật lòng của Hansi Flick sau khi nhận cái kết nghiệt ngã tại công viên các hoàng tử. Hansi Flick cũng cảm thấy tiếc nuối khi không thể đi tiếp và cho rằng Bayern Munich đã chơi hay hơn trong cả hai lượt trận. Nếu nhìn vào những con số thống kê, đúng là hùm xám Bavaria hoàn toàn áp đảo. Trận đấu lượt về, họ tung đến 14 cú sút, nhiều hơn 4 lần so với PSG. Trong cuộc so tài giữa hai đội diễn ra tại Allianz Arena, lượt đi, De Roden thậm chí còn tung ra số lần dứt điểm nhiều gấp 5 lần nhà đương kim vô địch Lyon, 31 so với 6. Vậy nhưng trong trận lượt đi, trong tổng số 31 cú sút của các cầu thủ Bayern Munich, chỉ có 12 lần bóng tìm đến với khung thành. Và trong số 12 lần bóng tìm đến với khung thành, chỉ vỏn vẹn 2 lần mà lưới của Keylor Navas phải rung lên, tương đương với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội đạt 6,45%, một con số rất rất thấp. Phía bên kia chiến tuyến, dàn sao nước Pháp có tổng cộng 6 cú dứt điểm và một nửa trong số đó biến thành bàn thắng, tương đương hiệu suất thành bàn tới 50%. Trong trận lượt về trên đất Pháp, khi mà hùm xám rất cần bàn thắng, khả năng dứt điểm một lần nữa báo hại họ. Ngoại trừ việc Eric Maxim Choupo-Moting thành công xa lưới Keylor Navas một lần, 13 lần uy hiếp khung thành còn lại chỉ dừng ở mức cơ hội. Trong khi phía bên kia, nếu như hai lần Neymar đưa bóng chạm khung gỗ ở các phút 37 và 39 biến thành những pha lập công, vậy thì e rằng một cơn ác mộng kinh hoàng sẽ được dành cho những nhà đương kim vô địch Champions League. Dĩ nhiên rồi, nếu như kịch bản ấy xảy ra, đó thực sự sẽ là điều bẻ bàng cho thầy trò Hansi Flick, và ông cũng chẳng thể thốt lên những lời rằng Bayern Munich đã chơi tốt hơn sau hai lượt trận. Giống như Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino cũng từng vào đến trận chung kết Champions League. Đó là mùa giải 2018-2019, một trận chung kết toàn Anh với Liverpool đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong kỷ nguyên Jurgen Klopp. Tottenham của Pochettino đã gục ngã, nhưng giờ thì cơ hội lên đỉnh châu Âu một lần nữa mở toàn với huấn luyện viên Argentina, khi mà Paris Saint-Germain đã có một phong độ cao và so với thực lực, sự đồng đều cùng bản lĩnh tại sân chơi châu lục, gã khổng lồ xứ lục lăng hiện tại dĩ nhiên là tốt hơn nhiều so với Tottenham Hotspur 2 năm về trước của Pochettino. Neymar, Mbappe, Di Maria, Paredes, Florenzi, Thilo Kehrer, Marquinhos, Verratti v.v. Trong tay Mauricio Pochettino bây giờ rất nhiều ngôi sao đẳng cấp, và một đội hình như thế này đương nhiên đủ khả năng để đua tranh danh hiệu. Thế nhưng cũng đừng đánh giá thấp binh đoàn thống lệnh của Thomas Tuchel. Sư tử xanh đến từ London cũng chẳng thiếu những cái tên lớn trong đội hình, và biết đâu đó năm nay ngôi vương Champions League đã chính thức đổi chủ, những cái tên được khắc lên chiếc cúp tài vòi cuối cùng không phải là PSG mà là Chelsea thì sao?